Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát chưa có khả năng khai thị ký biệt biểu lộ rõ là Đại Bồ Tát trụ địa vị bất thối chuyển tu học pháp tướng, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy chưa tu học hoàn hảo bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa pháp bồ đề phần, chưa nhập địa vị bạc, chưa giống như các Đại Bồ Tát trụ địa vị bất thối chuyển khác khai thị ký biệt biểu lộ rõ là an trụ địa vị bất thối chuyển. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có khả năng khai thị ký biệt biểu lộ rõ là Đại Bồ Tát trụ ở địa vị bất thối chuyển tu học pháp tướng, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã tu học hoàn hảo bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa pháp bồ đề phần, đã nhập địa vị bạc, đã giống như các Đại Bồ Tát trụ địa vị bất thối chuyển khác khai thị ký biệt biểu lộ rõ là đã an trụ địa vị bất thối chuyển.